Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đã từ rất là lâu rồi có một bạn hỏi mình về cái FCR là gì, tại sao lại có FCR và nó sẽ sử dụng như thế nào. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ tóm tắt những cái gì cực kỳ cơ bản nhất về FCR để cho mọi người dễ hiểu. FCR nó thuộc về cái nhóm chứng từ ấy, gọi là nó cũng gần giống như vận đơn nhưng mà không phải nhiều người biết đến về cái FCR. Mọi người sẽ biết về house bill, mọi người biết về master bill, nhưng mà cái FCR thì không phải ai cũng sẽ biết và nó cũng không phải là sử dụng một cách gọi là thường xuyên. Thì trong cái video này mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất nó là phần lý thuyết, mình sẽ nói một cách cơ bản nhất, một cái lý thuyết đơn giản nhất để cho mọi người dễ hiểu cái FCR, tại sao có FCR. Phần thứ hai là phần thực tế, là cái ví dụ thực tế mà mình đã từng tạo ra cái FCR cho khách hàng và tại sao mình lại phải tạo ra FCR cho khách hàng. Thì bây giờ bọn mình đến với cái phần đầu tiên là phần lý thuyết nhá. FCR được viết tắt bởi chữ Forwarder Cargo Receipt. Nó sẽ là một cái dạng biên lai giao nhận hàng hóa giữa người xuất khẩu cho cái bên forwarder á. Bây giờ một người xuất khẩu mà giao hàng cho công ty forwarder thì họ cần một cái biên lai giao nhận hàng hóa đấy chẳng hạn, nếu mà họ không có vận đơn, để xác nhận rằng là tôi đã giao hàng cho anh, là công ty forwarder đã nhận cái hàng này từ bên người xuất khẩu, thì nó sẽ là một cái dạng biên lai giao nhận hàng hóa. FCR nó là một cái dạng biên lai giao nhận hàng hóa thì tất nhiên nó cũng sẽ có những cái điều khoản hợp đồng giao nhận đi kèm, nhưng mà nó sẽ không có đầy đủ những cái chức năng giống như là trên vận đơn. Nó sẽ không có đầy đủ những cái ràng buộc trong hợp đồng giao nhận vận chuyển giống như là house bill. Ví dụ trên house bill, các bạn dở cái mặt đằng sau, nếu như là một cái vận đơn gốc, ở mặt đằng sau nó sẽ có rất là nhiều những cái điều khoản ràng buộc. Ví dụ như là hàng hóa mà bị mất, hay là hàng hóa mà bị rơi, hay là hàng hóa bị tổn thất như nào thì sẽ đền bù bao nhiêu, mất bộ bill gốc thì sẽ đền bù như thế nào, hay là có những cái giải pháp gì. Thì ở cái mặt sau của một cái house bill gốc nó sẽ có rất là nhiều cái điều khoản đi kèm. Nó là cái điều khoản về vận chuyển giữa công ty xuất khẩu và cái bên giao nhận vận chuyển. Còn đối với cái FCR nó chỉ là một cái biên lai giao nhận hàng hóa, thế nên những cái điều khoản giao nhận hàng hóa giữa người xuất khẩu và cái bên công ty forwarder nó sẽ không đầy đủ giống như một cái house bill hay là một cái master bill. FCR thì nó sẽ không có dạng FCR gốc hay là FCR telex, nó chỉ là một cái biên lai giao nhận hàng hóa đơn thuần thì nó sẽ không có gốc hay là telex hay là điện giao hàng, mà nó chỉ là một cái xác nhận là ở công ty forwarder này đã nhận cái hàng hóa của cái người xuất khẩu. House bill và master bill thì mới có cái chức năng là dạng bill gốc hay là bill telex, và các công ty forwarder chỉ dựa vào cái dạng bill trên house bill và master bill để giải phóng hàng thôi. Chứ còn FCR thì không, nó là biên lai giao nhận hàng hóa thì nó không có chức năng để mà có telex hay là origin. Và bởi vì FCR nó là cái dạng biên lai giao nhận hàng hóa, nó không phải là dạng vận đơn gốc hay là telex, thế nên nó không có chức năng giữ hàng. Và chỉ có house bill và master bill thì mới có chức năng giữ hàng thôi nhá. Một cái lưu ý cuối cùng trong phần lý thuyết về FCR đó chính là ngân hàng sẽ không chấp nhận cái FCR giống như một cái dạng vận đơn, mặc dù cái form của nó giống như vận đơn thật ấy, bởi vì bản chất của nó là một cái biên lai giao nhận hàng hóa, nó không có chức năng giữ hàng. Mà đối với cái việc thanh toán LC thì là nó phải có chức năng giữ hàng để bên bộ phận bên phía ngân hàng họ phải, có nghĩa là họ phải xem xét về cái hàng hóa, về các cái thông tin xem nó có khớp với cái hợp đồng LC hay không. Thế nên FCR nó có thể là một cái dạng chứng từ đi kèm cái bộ hồ sơ, nhưng nó sẽ không được coi là vận đơn mà phải là có house bill hoặc là master bill thì ngân hàng mới chấp nhận cái bộ LC. Vừa xong là ba cái chú ý cơ bản về FCR trong phần lý thuyết. Bây giờ đến cái phần thứ hai là cái phần thực tế, mình đã tạo ra FCR cho khách hàng của mình như thế nào và trong cái hoàn cảnh nào, trường hợp nào mà mình tạo ra cái FCR cho họ. Trường hợp thứ nhất đó chính là ví dụ một cái công ty may mặc ở bên Hàn Quốc chẳng hạn, họ bán được một cái đơn hàng cho một cái doanh nghiệp bên Mỹ đi chẳng hạn, và họ đặt cái nhà máy sản xuất ở Việt Nam, nghĩa là công ty mẹ ở Hàn Quốc họ đặt một cái nhà máy sản xuất ở Việt Nam, thì bây giờ họ bán được một cái đơn hàng sang Mỹ, họ sẽ muốn xuất khẩu cái đơn hàng đấy từ Việt Nam đi, lấy từ cái nhà máy ở Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, thì cái bản thân cái nhà máy đấy ở Việt Nam nó cũng sẽ được gọi là đăng ký kinh doanh để đứng tên là một công ty sản xuất và nó trực thuộc cái công ty mẹ ở bên Hàn Quốc đi. Thì lúc này một cái lô hàng, công ty mẹ muốn là cái người gửi hàng ở đây là chính là công ty bên Hàn Quốc và người nhận hàng là công ty bên Mỹ. Có nghĩa là cái công ty ở Việt Nam nó chỉ là cái đơn vị sản xuất để làm xuất khẩu thôi. Nó không muốn nó đứng tên trên cái vận đơn.
thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái FCA theo yêu cầu của cái công ty sản xuất ở Việt Nam ấy. Bởi vì thật ra những cái công ty sản xuất ở Việt Nam họ vẫn có đăng ký kinh doanh là một cái công ty hoạt động bình thường, họ có làm hoạt động xuất khẩu, thì họ sẽ phải cần những cái giấy tờ để họ chứng minh họ làm thanh toán hay là họ là khai báo thuế hay là những cái bộ giấy tờ đi kèm sau thông quan. Thì bởi vì họ đã không có vận đơn rồi, vận đơn là cái thằng công ty mẹ họ đã muốn là đứng tên trên vận đơn rồi. Bây giờ công ty ở Việt Nam họ đang không có vận đơn. Đấy, thì họ sẽ muốn mình tạo ra một cái FCA, có nghĩa là một cái biên lai giao nhận hàng hóa về cái việc là công ty sản xuất ở Việt Nam này đã giao hàng cho công ty forwarder của tôi để xuất khẩu cái lô hàng này sang Mỹ, nhưng công ty mẹ mới là người đứng tên, là người gửi hàng, còn công ty của chúng tôi chỉ là công ty sản xuất và giao hàng đi thôi. Thì bây giờ tôi cần một cái FCA, là một cái biên lai giao nhận hàng hóa, là công ty sản xuất này đã gửi hàng cho công ty forwarder này. Thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái FCA cho công ty sản xuất ở Việt Nam ấy, để chứng minh được rằng là họ có cái hoạt động xuất khẩu như thế và tôi đã tiếp nhận cái lô hàng của họ, tôi đã tiếp nhận cái hàng hóa của họ. Thì cái FCA này họ sẽ sử dụng để họ kẹp vào cái bộ hồ sơ hoạt động xuất khẩu của họ. Còn bây giờ là một cái trường hợp thực tế thứ hai mà mình tạo ra FCA cho doanh nghiệp. Ví dụ có một cái công ty thương mại ngồi bên Hồng Kông đi chẳng hạn, họ bán được một cái đơn hàng, ví dụ như là đơn hàng đồ chơi xuất đi Bỉ, được chưa? Và họ không có cơ sở sản xuất ở Việt Nam, nhưng họ mua được mỗi một cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam khác nhau ấy, mỗi một bên một ít, để tạo ra được một cái đơn hàng hoàn chỉnh để họ xuất sang bên Bỉ. Ví dụ như là họ mua cơ sở A một ít hàng, cơ sở B một ít hàng, cơ sở C một ít hàng. Đấy, mỗi cơ sở một ít hàng. Thì sau khi đủ hàng thì họ sẽ xuất đi. Và trên cái vận đơn, cái công ty thương mại ở bên Hồng Kông ấy muốn được rằng là tôi đứng tên là cái người gửi hàng, bởi vì tôi bán được cái đơn hàng này xuất sang bên Bỉ, chứ không phải là những doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Thế nên tôi sẽ là người đứng tên là shipper trên vận đơn. Vậy 5 cái doanh nghiệp ở Việt Nam, họ rõ ràng họ tạo ra hàng hóa, họ có hoạt động xuất khẩu, mà bây giờ họ không có vận đơn thì làm sao? Thì lúc này mình sẽ tạo ra cái FCA cho họ. Công ty thương mại bên Hồng Kông họ mua hàng của bao nhiêu cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam thì mình sẽ tạo ra bấy nhiêu cái FCA cho cơ sở sản xuất ở Việt Nam. Ví dụ như là công ty thương mại bên Hồng Kông họ mua hàng của 5 cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam để tạo ra được một cái đơn hàng họ xuất đi Bỉ, thì mình sẽ tạo ra 5 cái FCA cho mỗi cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam để chứng minh được rằng là họ có giao hàng cho mình để mình đóng hàng, mình gửi sang bên Bỉ theo cái yêu cầu của công ty bên Hồng Kông. Mọi người hiểu ý mình không? Đấy, thì mỗi một cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam sẽ nhận được một cái FCA từ mình. Thì lúc này những cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam đó có hoạt động xuất khẩu, có nhận được cái FCA của mình, có nhận được cái biên lai giao nhận hàng hóa của mình, thì họ sẽ kẹp vào bộ hồ sơ để làm những cái thủ tục xong thông quan. Thì đó là cái trường hợp thứ hai. Có một cái chú ý cuối cùng, FCA thì consignee, cái người mua hàng, nó sẽ luôn giống thông tin ở trên vận đơn. Nghĩa là ở trên vận đơn, công ty thương mại ở bên Hồng Kông đi, họ bán hàng cho một doanh nghiệp bên Bỉ, thì trên cái house bill, người gửi hàng là người ở bên Hồng Kông, người nhận hàng bên Bỉ, thì với cái FCA, cái người gửi hàng là cái doanh nghiệp, cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam, nhưng mà cái người nhận hàng vẫn là doanh nghiệp bên Bỉ nhá. Đấy, cái FCA, cái consignee trên FCA nó sẽ luôn giống consignee ở trên cái house bill. Người gửi hàng ở đây trên house bill nó có thể là doanh nghiệp bên Hồng Kông, FCA là nó là cơ sở sản xuất ở Việt Nam, nhưng dù như thế nào thì nó đều đến một cái consignee, đều đến một cái người mua hàng ở bên Bỉ. Thế nên là cái consignee ở trên FCA hay là trên house bill nó đều là một người thôi. Đấy, chứ không phải là khác nhau nhá. Khác nhau thì lại là sai rồi nhá. Đó là tất cả những gì mà mình muốn nói về FCA. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhá. Và chia sẻ đến với những bạn nào, những em nào mà cũng đang học về logistics hay là supply chain. Cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã luôn xem video và ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye.